Giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha, nói thì nói vậy thôi đó. Chào chị. Hỏi thiệt, Dạ. nhà đó ai đứng tên? Ba em. Nhà có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nói nhỏ quanh, nói nhỏ lại. Nói nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thôi, đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh ha. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Ôi, ở cái nhìn ban đầu chị đã rất rất là ấn tượng với em, huống chi là các bạn nam. Trời ơi, như vậy mà ế là tôi không tin, tôi tin tôi chết liền luôn á. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Hoàng Yến. Năm nay em 30 tuổi. Cái gì? 30 tuổi? Dạ. Thiệt á hả? Dạ thiệt chị. Quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ. À, bây giờ em đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ngân hàng Á Châu, nhân viên tổng đài. Nhân viên tổng đài, hèn chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Rồi, được rồi, anh bất nghe. Bất ngờ luôn anh nha. Anh nghe thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm luôn đó, Linh. 30 tuổi mà ai cũng nói trời cho coi sao trẻ dữ vậy, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai, chúng ta xem chàng trai bao nhiêu tuổi và có trẻ như cô gái bên kia hay không. Nào, xin mời chàng trai xuất hiện. Bạn tên gì? Dạ, em tên Đặng Nguyễn Thái Dương, sinh 1984. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm ở trung tâm điều hành Sata Food. Anh Linh ơi, anh ưu tiên cho em hỏi trước đi, vì bên đây đặc biệt lắm anh Linh ơi. Rồi, em đó, hỏi đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ như vậy mà không có bạn trai là sao mà phải đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nói thiệt, bụng cho chị nghe coi. Trong môi trường công việc á, thì các anh đồng nghiệp á, là cũng có gia đình rồi, người thì cũng có bạn bè rồi, nên là em cũng chưa tìm được đối tượng hợp với mình. Em tin vào duyên số không? Dạ, em tin vào duyên số. Bạn nghe bạn nữ nói xong mà cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Dạ, em nghĩ em cũng tin vào duyên số. Em nghĩ bạn nữ vẫn còn độc thân, chắc cũng có một điều đó rất là đặc biệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về tình yêu á, thì trước đây chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi. Yêu đúng mới có hai người thôi. Dạ, mà hai mối tình đó đều là mối tình đơn phương hết. Tại sao bạn lại không nói? Dạ có nói, có chờ đợi và nhưng mà tất cả đều không được. Bạn có thể kể một cụ thể một câu chuyện gì đó, một cái việc gì đó mà bạn làm mà bạn nghĩ rằng bạn kia sẽ đồng lòng nhưng mà cuối cùng bạn kia không đồng lòng. À, cái thời gian mà em đợi bạn đó thì mỗi ngày em ship một cái ngôi sao bằng ống hút. Trời đất. Hình như là tới mấy trăm ngôi sao đó, rồi mỗi một hộp hy tinh rất là đẹp. Khi mà tặng bạn đó thì bạn nó cũng chỉ cảm ơn thôi. Bạn cũng nói rõ là mình chỉ là bạn thôi. Bạn ấy tưởng bạn mua. Dạ không, em nói rõ là em mà. Bạn nói bạn làm luôn. Em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không? Hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu? Dạ em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn ban đầu. À, em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? À, về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? À, về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao em nói lớn phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Đó là đáp án, đó là đáp án. Đó là tiêu chuẩn bên kia. Còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương. Nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt. Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị em. Quá chịu luôn mà coi chừng người ta không chịu em đó. Đó là hơi quê. Hơi quê, không có gì quê. Dạ đúng. Không có gì quê hết. Dạ đúng. Mình có quyền chinh phục người khác, không chịu thì mình chinh phục người khác. Dạ cảm ơn anh Linh. Rồi bây giờ để coi mặt luôn nè.
em chào sao? Anh Kỳ Minh. Trời ơi, quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt. Rất là xinh đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn nè, thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn, hai bạn cũng rất yêu thương nhau, nhưng rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ, vấn đề đó em sẽ xem lại. Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình. Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu? Thiếu lãng mạn. Theo tôi đánh giá là như vậy. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Dạ có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nó nhỏ quanh, nó nhỏ lại. Nó nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thì thôi, đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy, rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha. Mời bạn. Chào anh. Chào em. Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở quận 6. Quận 6, đường nào em? Dạ, đường Bà Hôm anh. À, anh biết đường đó. Nhà anh ở đâu ạ? À, nhà nó quận 8. À, theo quan điểm tình yêu của em á là tôn trọng, chân thật và chung thủy, thì anh có đạt được những điều như vậy hay không? Đó cũng là quan điểm của anh. Câu trả lời đầy đủ như vậy. Tiếp cho em. À, khi rảnh anh thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping. Đi shopping. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Em hỏi câu nào quan trọng đi. Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, không, mình đi shopping đi. À, đủ em đi cắt tường với anh Linh nữa. Trời ơi, dẫn em đi cắt tường với anh Linh nữa, cái trời hả? Ông Mai bà mối mà cũng có cái đầu heo. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Nhìn nhanh để đi shopping. Sắp chết đi shopping rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò không. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Và sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một. Hai. Ba. Hết giờ. Hết thời. Mời các bạn. Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping. Dạ. Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi? Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em. Anh có 2 cái nhà mà. Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn? Dạ tại vì cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố, thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? À, em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên, thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều. Thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ, nó đều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ. Gửi tặng em một món quà nhỏ thôi cho mọi người. Vậy là hai mình đâu được đi shopping không? Được không em? Em với anh đi riêng. Trời ơi, chưa tôi bị ra liền vô lý thì. Cảm ơn hai bạn. Dù sao nữa thì thật sự là một ngày cũng rất là có ý nghĩa các bạn. Nếu không hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao? Không biết điều gì xảy ra. Duyên số không đến lần này có thể đến lần khác. Chúc hai bạn may mắn. Trời ơi dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà.
cao chưa mét, chưa đến mét 8 chị Cát Tường. Chưa tới mét 8. Chưa tới mét 7. Mét 68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Mình coi như công việc nhà cửa mọi thứ ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không? Đúng. Đám cưới giờ ở đâu? Ở nhà. Nhà, ở nhà đâu? Ở quận 5. Ở quận 5, ở một mình hay ở với ba mẹ? À, hiện giờ là đang ở với mẹ và gia đình của chị, có mặt bằng để cho thuê, có kinh tế thêm. À vậy hả? Mình kế hoạch mình đời. Kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con? Cái đó trời cho, chị không biết được. Trời cho ha. Dạ. Sau này kinh tế thì ai giữ? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Dạ. Em chỉ lo kiếm tiền thôi. Em dễ thương lắm thiệt, em có duyên lắm á. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người. Em tên Lê Thanh Bình, năm nay 40 tuổi. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB. Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế. Thoát ế. Dạ. Bình quê ở đâu Bình? Em người Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Châu nè? Em biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Em cũng hơi rụt rè, nhút nhát trước đám đông ạ. Bạn trai bên kia. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á là tự tin, nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi. Có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình. Đó, còn nói về sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích chơi game online. Trời ơi, 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, không lo đi kiếm vợ không, mà chơi chị, game online. Em chơi game em được đi nước ngoài đó chị. Hả? Chơi game được đi nước ngoài đó. 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em trải qua chính thức là 3 mối tình. 2 mối tình đầu là cũng có thể nói là do em xui xẻo nên đến lúc phút cuối thì lại không thành. Nên mà lý do sao? Em bị tai nạn mà gãy chân 2 lần luôn. À trời ơi. Mà lý do là tại vì em rất là mê thể thao, đúng không? Đá banh. Hồi đó là em ốm chứ không có như bây giờ. Em chơi thể thao đó hả? Không, hồi trước em ốm em đẹp lắm anh. Tại vì gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế. Rồi sao? Rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả? Không chị, thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại. Một người thì đi Úc, một người thì đi Mỹ. Đến lúc đó em không có thể đi cùng. Thậm chí là hai người là em bị gãy chân 2 lần luôn hả? Dạ đúng rồi, hai mối tình đó là đến khúc cuối là bị gãy chân hết. Thôi đừng quen nữa. Dữ vậy. Không anh. Lo quá vậy. Nhưng mà... là xui thôi, bây giờ hết xui rồi. Hết xui chưa? Nhưng mà nó nghe nè, như vậy là trước khi mà bị gãy chân á, là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa? Dạ có chị. À có kế hoạch đi chung, rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chứng phà. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nói xui là đúng rồi đó. Nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha. Thôi ở Việt quen Nam nhau, cho ở chắc. Việt Nam không đi đâu nữa hết. Không có điều kiện thì đi nữa hả? Dạ đi. Rồi thôi cô gái. À, em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là kéo dài 5 năm ạ. Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ. Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen mà không muốn lập gia đình? Dạ thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Lúc đó thì con tim nói là yêu, nhưng mà khi yêu lâu quá mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không nói cái chuyện lấy gì hết. Dạ không. Rồi chia luôn. Dạ. Thôi bỏ đi em, bây giờ mình tìm cái mới em ha. Dạ. Bây giờ mình là giữ này, tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không? Dạ. Mình đặt ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm bạn trai thì nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút, cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình đây dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Nhìn khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ. Rất vui, bên này rất vui, rất dễ thương. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo. Lăng nhăng, nói dạ. Xạo. Dạ thôi, vậy thôi. Dạ. Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi,
Bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? À, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. À, em thì đơn giản lắm, chỉ cần dễ nhìn là được rồi, tức là không cần đẹp lắm. À, nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải biết nấu ăn. Nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Thì đã bên em vừa nói là nấu ăn ngon. Bữa nay nấu ăn ngon yên tâm. Dạ. Để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình. Nếu anh như em, mình kiếm người nào không biết nấu ăn? Sao vậy? Nấu dở đang khỏi ăn. Tốn tiền, ra ngoài tốn tiền. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. À, cao chưa mét, chưa đến mét 8 chị Cát Tường. Chưa tới mét 8. Chưa tới mét 7, mét 68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Mình coi như công việc nhà cửa mọi thứ ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không? Đúng. Đám cưới giờ ở đâu? Ở nhà. Nhà, ở nhà đâu? Ở quận 5. Ở quận 5, ở một mình hay ở với ba mẹ? À, hiện giờ là đang ở với mẹ và gia đình của chị, có mặt bằng để cho thuê, có kinh tế thêm. À vậy hả? Mình kế hoạch mình đời. Kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con? Cái đó trời cho, chị không biết được. Trời cho ha. Dạ. Sau này kinh tế thì ai giữ? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Dạ. Em chỉ lo kiếm tiền thôi. Em dễ thương lắm thiệt, em có duyên lắm á. Bây giờ anh qua anh coi đàn gái thế nào. Dạ, nha. Dạ coi em. Ô chào em gái, dễ thương quá. Anh đến dễ thương thiệt. Dạ. Anh có duyên lắm, nãy giờ anh cười hoài à. À, vấn đề chỗ nào? Bây giờ em lấy chồng, em làm dâu đó. Dạ. Em nghĩ sao? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ. Ảnh coi như ổn định hết rồi. Dạ. Có sẵn hết trơn rồi. Dạ. Nhà có cho thuê rồi. Có nữa. Cho thuê rồi nữa đó. Anh dễ thương. Nếu anh làm ngân hàng thì anh tiếp xúc rất nhiều cô gái xinh đẹp. Dạ. Ừ. Em có ghen không? Dạ em cũng có ghen chút ạ. Chút chút. Nhưng mà em sẽ cố gắng là tiết chế làm sao để đừng có tạo một cái sự xáo trộn của gia đình. Em có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn ạ. Thích lãng mạn. Dạ. Em trai ngân hàng có lãng mạn không? Có anh. Có. Em lãng mạn dữ lắm. Rồi em nấu ăn ngon cho anh ăn nha. Dạ. Phải chăm sóc anh kỹ chút xíu nha. Dạ. Em sẽ tìm hiểu xem là anh ấy thích ăn món gì. Ừ. Em không ngon thì em sẽ nấu làm sao. Đúng em rồi. Làm sao cho nó ngon. Đúng rồi. Dạ. Bánh bò, bánh tiêu, bánh ngọt vậy đó. Cứ làm cho anh ăn nha. Bây giờ chị hỏi nè, hôm nay là mình đi, em đi với ai? Có đi người thân không? Dạ, em có đi với mẹ, với em dâu và các anh chị ở cơ quan ạ. À. Trời, đông dữ. Dạ. À, chị em sẽ... Chị em hả? Dạ. Đâu chị em đâu? Em chào anh Huyền Linh. Chào chị. Em chào chị Cát Tường. Chào chị. Chị thấy bên đây cái anh này rất là tới tuổi, rất là chững chạc và rất là vui vẻ. Nếu mà cảm thấy được thì em cơ hội để tìm hiểu tiến đến. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mình đi với ai mình? Em đi với chị ruột và hai đồng nghiệp ở bên cơ quan. À, nghe chị ruột coi. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào chị. À, thấy em này cũng được và vui vẻ. À, mong là hai đứa có thể đến với nhau. Tại vì em nó cũng tới tuổi rồi. Còn nít lắm. Quá tuổi rồi. Đúng rồi, cũng hơi chưa chững chạc. Còn nít lắm. Sao anh nói anh vậy? À. Kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy. Nhanh nhanh đi, cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa. Chào em. À, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Tặng em đúng rồi. Dạ. Ờ... thấy có thất vọng ngoại hình không? Dạ, mai mốt về thì tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại nha. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là phải vậy, ai cũng nói vậy hết. Dạ. Tức là đừng có mập quá. Dạ. Mập bụng không tốt lắm. Anh thấy em thế nào ạ? Em rất là đẹp, rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo, rất là chững chạc. Dạ. Rất là phù hợp. Dạ. Vậy nếu mà được á thì anh tính chừng nào kết hôn ạ? Nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt. Tại vì cả anh và em đều là rất là chín mùi để lập gia đình. Dạ vâng ạ. Em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Ủa chưa nói gì cho cơ hội gì. Mình phải nói chút xíu đi. Bây giờ đầu tiên á, dạ, là em có thể hát tặng cô ấy một sợ bài nào đó. Chín quá. Dạ được anh. Em thì không ngại hát đâu. Em thì chín bên kia chưa chín đâu. À, em có thích nghe hát tiếng Anh không? Dạ có. Anh xin hát bài I Swear.
có nghĩa là tôi xin thề. I swear by the moon and the stars in the sky, and I swear like a sailor that's by your side, for better or worse, till that to aspire, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè, cho chị tò mò xíu, tại vì anh này anh hấp dẫn chị á, anh lôi cuốn chị quá, chị muốn coi anh bự vậy anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy. Được chị. Dạ. Được. Em mở ra em coi đi cho chị có ké nhé. Từ đây đây chị cầm bút, để cho anh mở luôn đi, anh ga lăng xíu. Mở này. Dạ. Dạ dễ thương quá. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh nghe rất là chu đáo. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta phải tính chuyện hẹn hò sao? Đúng rồi. Từng ta gặp nhau mấy lần? Quận Nam với quận Bình Thạnh cũng gần nhau á anh. Đúng rồi, đi độ 15 phút. Dạ. Vậy mình bấm nút anh ha. Trời, trời đất ơi. Từ từ đi. Dạ. Giận con này dễ sợ vậy đó. Chưa kịp làm giá đang treo giá bán ở ngân hàng vậy trơn trời à. Dạ. Chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy. Em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng, em hiểu không? Dạ. Em phải từ từ chứ. Làm vậy là bể kèo hết rồi, thiệt tình đó. Tính làm giá đi. Thôi thôi được rồi, thôi xong rồi mà. Quay ra đi, đặt tay lên nút bấm đi. Thiệt tình. Rồi. Bây giờ nè, trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không? Thật tình cảm lãng mạn nào. Đừng hát bài que que xiên que gì đó. Hát tiếng Việt thôi, để ta nghe rõ. Dạ giờ thì không hát nữa. Mà nói giờ cũng được. Chỉ nói thôi. Đúng. Thì em cảm thấy là hôm nay chương trình đã chọn cho em một người rất là phù hợp. Thì anh em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa, ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó. Tới đâu? Tới chỗ hôn nhân. Hôn nhân. Để mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Ở đâu? Ở đâu? Giống như chơi game vậy đó. Tìm nút đi. Rồi, thấy không? Chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha, phải quyết định thật kỹ. Và có trách nhiệm với nút bấm của mình, không phải bấm để rồi vui nha các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm quá trời. Em có bấm không? Trời, em bấm quá trời luôn anh. Quá trời luôn hả? Kiểu như chơi game mà nó bị game over đó. Rồi, nắm tay cô gái bạn của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ nha, các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai, bạn gái với nhau. Dạ. Kỷ niệm này.